Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Và các bạn có thể thấy là trên bàn của mình ngày hôm nay thì có chiếc Redmi 3 Pro. Và chủ đề của video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đánh giá cái khả năng chơi game của chiếc máy này. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ phân tích cũng như là so sánh cái khả năng chơi game của Redmi 3 Pro với những cái chiếc máy sở hữu cùng với hiệu năng của đó, đó chính là Mi 8 SE này hay là Nokia X7, để xem là chiếc máy nào nó sẽ đáp ứng cho các bạn những cái khả năng chơi game tốt nhất trong tầm giá là khoảng 5,5 triệu đồng nhé. Ok, và bây giờ thì các bạn có thể thấy là chúng ta đang ở giao diện chính của đối tượng game Liên Quân Mobile. Thì mình sẽ vào phần setting. Setting ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể bật được lên max setting đối với cả cái tựa game quốc dân này luôn. Ở đây chúng ta có bật được chế độ FPS cao này, độ phân giải HD và tất cả các cái chất lượng chi tiết, và mình sẽ để ở mức cao nhất. Và nếu như các bạn đã theo dõi thì các bạn có thể thấy là mình đã làm một video test game trên chiếc Redmi 3 với cái tựa game Liên Quân Mobile này rồi, thì chúng ta hoàn toàn có một cái hiệu năng rất là tốt. Và đây là cái phiên bản Pro nâng cấp từ chiếc Redmi 3 lên, và mình nghĩ là với con chip Snapdragon 710 thì có lẽ là không thể nào mà cái tựa game này có thể làm khó được cho chiếc Redmi 3 Pro này. Cụ thể như nào chúng ta sẽ cùng vào game và khám phá tiếp. Ok, và từ nãy thì các bạn có thể thấy là mình cũng đã set up sẵn lên level 4 của con Triệu Vân này rồi, thì mình nghĩ là nó sẽ giúp ích hơn cho cái việc test video, test game của chúng ta. Đấy, các bạn có thể thấy mình đã có một mạng đầu tiên. Và ở đây nhá, thì các bạn có thể thấy ở phần góc màn hình thì mình cũng đã bật sâu sẵn cho các bạn xem được cái FPS của nó. Thì từ nãy giờ mình chơi thì mình nhận thấy là nó rất ổn định ở mức là 60 FPS, hầu như là không bị drop quá sâu, bởi vì nó chỉ cần ổn định độ khoảng từ 57 cho đến 60 FPS thì chúng ta đã có được một cái khả năng chơi game rất là tốt rồi. Đó, tất cả những cái hiệu ứng của game nó được tung ra này thì các bạn có thể thấy là nó xử lý rất là mượt mà, và FPS thì hầu như là không bị drop quá sâu và quá nhiều dẫn đến hiện tượng là giật lag. Rồi, mình đã không cẩn thận, teammate nó bóp mình quá và đã bị chết rồi. Thì các bạn có thể thấy nhá, tóm lại với cái tựa game Liên Quân Mobile này thì cái FPS của nó rất ổn định với cả chiếc Redmi 3 Pro này. Và bên cạnh đó thì về cái khả năng chơi game MOBA này thì mình thấy là cái khả năng cầm nắm của chiếc Redmi 3 này nó rất là tốt. Còn với những cái tựa game bắn súng ví dụ như là PUBG Mobile thì mình tí nữa mình sẽ nhận xét sau. Còn về cái khả năng chơi Liên Quân Mobile của chiếc Redmi 3 Pro này thì mình hoàn toàn là chấm điểm 10/10. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái tựa game tiếp theo. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái tựa game yêu cầu cấu hình đồ họa cao hơn, đó chính là PUBG Mobile. Thì các bạn có thể thấy ở đây nhá, chúng ta sẽ bật được lên chế độ đồ họa là HD này. HDR thì chưa bật được, nhưng mà tuy nhiên thì mình rất là thích những cái chiếc máy nào mà nó có thể hỗ trợ được cho chúng ta khi mà đẩy cái đồ họa xuống ở mức là mượt, thì cái mức tốc độ không hình thì nó có thể đẩy lên được cực cao, tức là chúng ta có thể chơi được ở mức độ là khoảng 40 cho đến là 50 FPS, thì mình thấy là nó rất là ok để giúp cho chúng ta có những cái thao tác ổn định nhất ở trong cái tựa game này. Và bây giờ thì mình sẽ để cho các bạn có thể trải nghiệm được một cái chế độ chơi rất là mới, đó chính là chế độ Deathmatch ở trong này. Để góc nhìn thứ nhất đi. Rồi, ok. Đây là một cái chế độ chơi rất là mới của PUBG Mobile, bởi vì là ngoài cái khả năng chơi game sinh tồn ra thì bây giờ là Tencent cũng đã update cho cái tựa game này một cái khả năng gọi là chơi đấu đội, để giúp cho chúng ta cũng có thể giải trí sau những cái ván rất là mệt rồi, rất là căng thẳng rồi khi mà đấu sinh tồn ra. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể giết người nhanh hơn, dễ hơn và nhiều hơn, tùy thuộc vào khả năng của các bạn thôi. Đó, lúc đầu vào game thì có vẻ như là nó hơi giật một chút. Rồi, đây là giới thiệu về góc nhìn thứ nhất này. Đồ họa xem nào, lúc đầu thì có vẻ là hơi giật ha. Hình như là chưa vào game. Rồi, bây giờ là mới bắt đầu này. Thì các bạn có thể thấy này, đồ họa thể hiện nó vẫn rất là tốt, mặc dù là mình chỉ để ở mức là mượt thôi. Đấy, nhưng mà mình lại để ở cái tốc độ không hình nó cao lên. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà khi mà chơi cái tựa game này. Hai mạng rồi, hi hi. Đấy, anh em thấy không? Rõ ràng là với con chip Snapdragon 710 thì mình nhận định đây là một cái con chip rất là tốt của Qualcomm. Không hiểu sao họ tung ra được một cái con chip lỗi như thế này. Với mức giá cho Redmi 3 chỉ là 5,5 triệu đồng mà nó được sở hữu một cái hiệu năng rất là tốt để chơi game, thì mình nghĩ đây là một cái chiếc máy rất đáng để đầu tư. Và ngoài ra nhá, bây giờ nếu như mà các bạn có thể thấy thì mình đang cầm chiếc Redmi 3 này để chơi PUBG rất là thoải mái. Hai tay của mình đặt ở hai cái mép viền bên trên thì nó hoàn toàn là không bị cấn, giúp cho chúng ta có thể thoải mái hơn trong cái việc là thao tác ở hai ngón tay trái như thế này. Có thằng bán mình không biết đâu.
Ok, và các bạn vừa trải qua hai cái tựa game, đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile cùng mình trên chiếc Realme 3 Pro này. Và các bạn có thể thấy là cái khả năng chiến game của chiếc máy này rất là tốt. Và nếu như mà để so sánh với chiếc Xiaomi Mi 8 SE thì có lẽ là Realme 3 Pro của chúng ta tỏ ra vượt trội hơn rất là nhiều, bởi vì nó được trang bị một cái màn hình với kích thước lớn hơn, một viên pin trâu hơn để giúp cho các bạn có thể chơi được nhiều những cái ván game hơn. Và ngoài ra thì chúng ta còn một chiếc máy nữa cũng được trang bị Snapdragon 710, đó chính là Nokia X7. Thì đây là một cái chiếc máy mà theo mình các bạn vẫn nên lựa chọn Realme 3 Pro hơn ở thời điểm hiện tại, bởi vì với những cái sản phẩm đến từ Oppo hay là Realme thì các bạn sẽ có một cái không gian trò chơi giúp cho chúng ta có thể tối ưu được những cái tựa game, làm cho chúng ta có thể chơi được mượt mà nhất có thể. Và bên cạnh đó còn một cái điểm nữa mà mình nghĩ là Realme 3 Pro đáng mua hơn hai chiếc máy còn lại, đó chính là Realme 3 Pro của chúng ta thì đó là một cái chiếc máy chính hãng, chính vì vậy mà sẽ đi kèm với những cái chính sách bảo hành cũng như là thời gian bảo hành rất là toàn diện và lâu dài. Cụ thể thì các bạn sẽ có đến 2 năm bảo hành nếu như mà mua tại các showroom của di động thông minh. Và nếu như mà các bạn đang muốn tham khảo về mức giá của Realme 3 Pro thì hiện tại nó đang có mức giá là 5,5 triệu đồng sau khi đã trừ hết phiếu mua hàng khuyến mãi tại di động thông minh. Và chi tiết của sản phẩm này mình sẽ để ở phần mô tả của video. Ok, và chốt lại khả năng chơi game của chiếc Realme 3 Pro này thì các bạn có thể thấy rồi, mình cũng đã đánh giá cũng như là phân tích so sánh rất là nhiều về những cái chiếc máy khác. Và các bạn nhận định như thế nào về Realme 3 Pro với khả năng chiến game cùng con chip là Snapdragon 710 với mức giá là 5,5 triệu đồng thì bao nhiêu bạn sẽ quyết định đầu tư cho chiếc máy này để về chơi game trong một cái mùa hè mà có lẽ là chúng ta sẽ được nghỉ hè khá là lâu? Và đừng quên để lại một like cũng như subscribe kênh YouTube của D Review để ủng hộ mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video gaming sau. Bye bye.